còn gọi là giải Nobel Toán học ngày 19 tháng 8 năm 2010. Sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúng tôi cũng vui mừng chào đón các em học sinh phổ thông, các thầy cô ở các trường phổ thông, các trường đại học cao đẳng khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về tham dự buổi giao lưu hôm nay. Và nhiệt liệt chào mừng rất là đông đảo các cán bộ đến từ các báo đài để đưa tin về cái sự kiện quan trọng ngày hôm nay tại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Sự nhỏ bé của cá nhân mình, về sự hữu hạn
cuộc sống của mình trước cái sự rộng lớn từ chứng như vô hạn của thiên nhiên. Chính cái sự hoảng sợ trước cái chết được báo trước là nguồn gốc của tôn giáo. Tôn giáo là một lời hứa trong một thế giới vô hạn. Rất may là sự hoảng sợ trước cái chết không chỉ sản sinh ra tôn giáo mà còn sản sinh ra triết học, đổi lại sự đáng tủi mà tôn giáo mang đến, triết học nhân văn mang cho con người cũng càng cần thiết để nhận thức được thân phận của mình, để vượt qua cái sự hoảng sợ về sự hữu hạn của cuộc sống, về cái sự hoảng sợ về cái chết được báo trước. Ấn Độ giáo và sau đó là Phật giáo đã đi một bước dài về nhận thức, khi mà nó đặt ra đặt cược về vấn đề cái đáng lo, cái đáng sợ không phải là làm sao kéo dài cuộc sống của mình được vô cùng, mà cái đáng sợ, cái đáng lo chính là làm sao mà thoát khỏi cái vòng luân hồi vô hạn của cuộc sống. Tại sao những cảnh của vòng luân hồi lại đáng sợ hơn sự hữu hạn của cuộc sống, đáng sợ hơn cái chết của nó trước? Câu trả lời đơn giản thôi là sự vô hạn của vòng luân hồi, sự vô hạn của cuộc sống kéo theo sự vô nghĩa của khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta đang sống. Ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta gắn liền sứ mạng của nó. Mỗi giây phút qua đi và mất đi ý nghĩa, và vì thế đọc lên một ví nó cho những công việc vô nghĩa. Quay lại về cái chủ đề về tri thức, từ thời cổ đại con người đã có ý thức rằng tri thức chính là đối trọng mà con người có để có thể hiên ngang đứng thẳng trước cái sự rộng lớn vô cùng của thiên nhiên và không run sợ trước phần đường siêu nhiên. Thư viện Alexandria đã được hoàng đế Alexander đại đế xây dựng 300 năm trước công nguyên để lưu trữ một cách có hệ thống tất cả những kiến thức sách vở của thế giới cổ đại. Đó chính là cái thể nghiệm cái vật chất cho cái sự vô hạn của trí thức trong thế giới cổ đại. Khoảng 50 năm trước công nguyên thì thư viện này bị cháy. Người làm cháy thư viện chính là hoàng đế Tiên Gia. Thử thách cho là một đạo vô tình. Trước đó 200 năm Trung Quốc thì phân chỉ vào. Đã ra được tốt hết sách. Việc mà ông phân chỉ vào một sách có thể phân tích được hai cái khác nhau, ít nhất hai cái khác nhau. Thứ nhất là thần chỉ hoàng tự coi mình là một đấng siêu nhiên, đấng siêu nhiên được chấp nhận được con người đã đứng thẳng không run sợ trước thiên quyền nhờ vào ý thức của mình. Nhưng đấy chỉ là một cái này thích thôi, còn có cái phân tích khác là tôi sẽ cái phần tiếp tục của tôi sẽ nêu ở đằng sau. Có một nhà văn ở Argentina thế kỷ 20 tên là Borges đã mô tả cái sự vô hạn của trí thức dưới hình tượng của một tri thức rộng vô tận sắp xếp hình của ông. Ở trong đó bạn phải
tìm tất cả các loại sách trên thế giới và được dịch cho tất cả thứ tiếng. Có sách chép lại cuộc đời của từng người, cả những người đã chết và những người chưa sinh ra. Có những cuốn sách là một kho logic hoàn hảo, chặt chẽ, không thể phản bác được. Thế nhưng bên cạnh đó, có những cuốn sách na ná như vậy, nhưng mà đôi chỗ có chỗ sai, không chặt chẽ. Và có những cuốn sách thì là hoàn toàn vô nghĩa, chỉ lấy được những cuốn sách kia và với cái thứ tự của những con chữ bị hoàn bị bên cũng kia. Đối với tôi đấy là cái sự việc tín dụng, việc tinh thần cao cả trong khoa học. Học sinh của chúng ta hôm nay phải nói là chúng ta có một cái buổi giao lưu tọa đàm hết sức thú vị, hết sức hữu ích, và phải nói là buổi trong hôm nay động viên chúng ta, thắp lửa cho chúng ta để cái lòng say mê nghiên cứu và học tập của chúng ta ngày càng được mạnh mẽ hơn và sẽ được truyền lại cho sinh viên chúng ta, để học gia của chúng ta, cho sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh và các bạn sinh. Thì hôm nay sẽ là một ngày rất là tốt của chúng ta. Tôi rất mong là quý thầy cô và các bạn giữ mãi trong lòng cho sinh viên ngày hôm nay. Và có ba cái điểm nhấn mà chúng ta hết sức là lưu ý là toàn bộ sinh viên chúng ta cao học nghiên cứu sinh viên và sinh viên đại học chúng ta có khả năng có thể học và làm việc và nghiên cứu ở đại học Chicago nếu như chúng ta cố gắng. Thứ hai là viện cái hợp tác rất là tiềm năng giữa đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và tham gia vào các cái dự án, các cái đề bài nghiên cứu như này. Thì cuối cùng xin thay mặt thầy cô đại học quốc gia xin cảm ơn giáo sư Robert Zuby, hiệu trưởng trường đại học Chicago, giáo sư Ngô Bố Châu, giáo sư Vũ Minh Giang và tất cả thầy cô và sinh viên và các em học sinh có mặt ngày hôm nay, xin cảm ơn. It's made from rice. You know that Vietnam is an agriculture country and the rice is main product. We are the second largest country exporter rice, and this is the Ban Miếu, the first university in Vietnam, established in 1072, and we would like that long tradition of in education collaborated with University of Chicago, we will develop our education system. Thank you very much. Giáo sư Ngô Bảo Châu một món quà. Chắc giáo sư Ngô Bảo Châu còn nhớ hồi cấp 1 mình có bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa. Hạt gạo làng ta có vì phù sa của sông Kinh Thầy, có hương hoa sen trong hồ nước đầy. Đấy, và đây là một cái sản phẩm từ gạo. Thế nhắc với giáo sư rằng quê hương luôn bên cạnh giáo sư. Đây là hình ảnh trở đến thành một cái hình ảnh rất là nổi tiếng gắn bó với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, với một mong muốn là giáo sư phải quay về đây và lặng lại và cùng với chúng tôi lặng lại thế hệ trẻ. Xin cảm ơn giáo sư.